Thưa quý vị, thời tiết năm nay tiếp tục có những diễn biến rất bất thường và chúng tôi đã từng đưa ra thông tin cảnh báo đó là mùa đông năm nay có thể đến sớm hơn. Và quả đúng là như vậy. Vâng, vào sáng nay tại Sapa ở Lào Cai, trời chuyển rét đậm, rét hại khi mà nhiệt độ xuống còn 12,2 độ C. Với du khách đến đây thì là một cảm giác thích thú khi được khoác áo ấm giữa tiết thu. Nhưng với ngành khí tượng thì đây là hiện tượng đặc biệt và là tín hiệu về một mùa đông đến sớm và rét hơn trung bình nhiều năm. Đêm qua, vùng hội tụ trên cao và dạnh áp thấp ảnh hưởng đến Lào Cai, gây mưa kéo dài, thời gian qua suy yếu nhanh. Mưa ở các địa phương trong tỉnh giảm hẳn, vùng núi ban đêm trời chuyển sang ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu. Vào lúc 7 giờ sáng nay 15 tháng 9, trạm khí tượng Sapa ghi nhận 12,2 độ C, giảm 1,7 độ C so với cùng thời điểm của ngày hôm trước, cao hơn mốc kỷ lục đã ghi nhận được trong 10 ngày giữa tháng 9 là 1,7 độ C. Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đợt rét sớm này là sự bất thường của thời tiết Lào Cai trong mùa thu. Đây là tín hiệu báo trước mùa đông 2020-2021 sẽ đến sớm và rét nhiều. Buổi sáng, nhiều người dân địa phương và du khách đang nghỉ tại Sapa đã phải mặc áo khoác dày để chống rét khi ra đường. Trước đó, vào ngày 4 tháng 9, nhiệt độ tại Sapa đã giảm đến 12,9 độ C, mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc trong 10 ngày đầu tháng 9, tính từ năm 1957 cho đến nay. Dự báo nhiệt độ ở các khu vực vùng núi đêm nay và ngày mai khả năng tiếp tục giảm nhẹ. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân phải chủ động che chắn chuồng trại chống rét cho trâu bò vật nuôi. Các trường học trên địa bàn thì chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chống rét cho học sinh trong điều kiện thời tiết chuyển rét đậm, rét hại.